Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị nhà mình nha. Cây này là form tàn thiên nhiên, chi tàn rinh luôn nha. Cây này là cụm liền cốt nha mình, liền cốt nha. Thì rừng này, cây này tán bay ra này. Cây này là phôi mới về nha. Cây này có mã số là 593, có cái hoành gốc lớn này là 12 nha mình nha. Cây cao tầm 50, 50 tới đầu thân chính nha. Chiều ngang của cái tán này là 65. Cây đang nằm bầu đất rinh nhà mình nha. Bất rinh là 35. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. 750 bao ship nha. Cẩm thị. Đây, dạng tàn rinh này. Cây này giống dĩ là nó đã thiên nhiên tự tạo thành phẩm rồi. Cây này về nhà mình lên cái chậu dăm nó nữa là ok thôi nha. Đây, dạng xương này, rất là già luôn nha. Rất là già cây luôn. Đây, có cái tay bay này, khá là hay nha. Cây này dựng rừng ở nhà mình. Dựng rừng nha. Cây này form quá là ok luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Rồi mã số 593. Giao lưu nhanh với nhà mình là 750 cho một cây cẩm thị tàn rinh nha. Cây form tàn rất kia là già luôn. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.